Online Training Center. All you need is here. Họp trước buổi năm nhỉ? Trước hôm qua, đêm qua thì tính đúng băm mệt thì ngủ nhỉ? Thế tắm lại vẫn lăn tăn bài tổng cộng đúng không? Bài tổng cộng thì thế thảo luận ghê quá. Thì sẽ bổ lại bài tổng cộng một chút để mọi người hiểu được cái tư duy của nó. Tại vì cái công cụ Sotun ấy là cái công cụ nó ít dùng đúng không? Các bạn ít dùng đến, thế nên là bị bỡ ngỡ chỗ đấy. Thì bài này thì nó rồi là nó sẽ quy về cái hình tối giản nhất đúng không nhỉ? Nhìn tổng thể thì là hình vuông, nhưng mà nhìn đi trong nữa thì là hai hình chữ nhật, và đi một sâu nữa thì nó là sinh ra từ một hình bình hành. Và như thầy nói rồi là nó là dấu cộng cho nên hai đường chéo vuông góc nhau tạo ra góc vuông. Và chính vì đường chéo này là gì ạ, 45 độ, bởi vì nó được tạo bởi gì, chính giữa của gì, góc vuông. Thế bài toán đưa về thì tạo một hình bình hành nhờ có một góc nghiêng bao nhiêu, 45 độ, là giải quyết xong bài toán. Thế thì vẽ một hình chữ nhật bất kỳ nào các bạn muốn thì đương nhiên là học rồi. Công cụ xưa tôi cũng không có phím tắt, trên để show nó chúng ta phải chọn đối tượng nhờ. Bước thứ hai chọn cụ gì đấy, xưa tôi bao nhiêu thầy nói bình thường là O enter là gì, lật R enter, S enter nhập. Thì công cụ này do không phím tắt, trước khi đã chọn rồi thì bấm gì, enter để ra thông số kỹ thuật, còn nhớ không nhở, enter và sẽ gõ vào ô này 45 độ, bật preview đúng nhở, thì đảm bảo nó sẽ show góc 45 độ chuẩn. Ok chưa? Bởi chọn trục gì ấy? Horizontal cho trục ngang mà. Xô trục ngang, đương nhiên 45 độ chuẩn. Ok. Và bài toán giải quyết xong. Đến đây rồi thì nó trở về quá đơn giản. Lại vẫn chọn đối tượng. Giờ lúc này gì ấy? O. Đặt tâm ở đỉnh này. Ăn cho. Hiện lên. Bấm chút, kéo xuống. Lúc này kệ nó đi. Mới giữ ship. Mới giữ an. Rồi mới thả chuột. Ok chưa? Chọn hai hình này. Nhờ. Lại o tiếp, đặt vào chữ an cho này, cứ kéo sang bình thường kệ nó, không phải lo. Lúc này mới giữ ship, lúc này mới giữ an, rồi mới thả chuột. Chọn cả bốn hình này, r lúc này bạn định tâm là ở giữa nhờ, xoay luôn kệ nó đi, mới giữ ship xong rồi mới giữ an. Xoay đi bạn. Rồi bây giờ bắt hình chữ nhật vào gì, vào bốn đỉnh, an cho bắt địa điểm này được chưa, và an cho bắt từ điểm này đâu rồi. Rồi và đương nhiên chọn hai nhật ngoài cùng này gì ấy, hàn thành một, unite thành một nhờ, cho độ dày viền lên nhờ, bò góc. Ok chưa, thế là xong nhờ. Các chuyện đi xem thử căng đét nhờ, không thừa không thiếu, đó là chính xác tuyệt đối. Ok chưa, hình nào xoay ra tam giác tròn, xoay cái hình vuông này á. Này có R đâu, hình này từ đó rồi, hình này mà các bạn xây dựng à, rồi đây rồi chứ, xoay được xoay nó không thẳng cái gì à. Đây anh bắt đầu thử game luôn nhá. 5 này, 6, 7, 8 cứ vẽ bừa đi. Ok chưa? Ờ. Vuông nào? Vuông ngoài cạnh ngoài đấy. Thẳng gì? Thẳng đơn giản kì, như anh nói rồi là đầu tiên bật gì ấy, cắt chơi lên. Nhớ. Rõ ràng là muốn thẳng cạnh này thì đâu thì rõ ràng là theo nguyên tắc thẳng là gì, là đỉnh này với đỉnh này làm trên gì? Trên đường thẳng. Như vậy tôi kéo ấy, chụp gì, chụp tung ra, gióng tung ra tí vậy, an cho, chuẩn chưa? Ok này, chuẩn chưa? Cái lúc này tôi chọn đối tượng là hình ngôi sao này, e là tâm đâu? Tâm nằm đỉnh này luôn này. Tâm nằm đỉnh này luôn, đây tâm xoay,
Và tôi điểm thứ hai tôi xoay, tôi đấm bằng một điểm lúc này tôi kéo phá đây, đúng không? Thì rằng là hai hai điểm nút tầm trên đi đường thẳng đúng nhỉ? Có rằng điểm nút sai sao đây, đây điểm này đúng không? Điểm này đúng không? Điểm này đúng đúng không? Điểm này chứ đây này, giữ kéo vào đây chuẩn chưa? Có hiểu không? Đúng không? Mình bắt điểm mà. Có rằng là có phải khi em đặt tâm xoay vào cái điểm nút đấy thì điểm nút đấy là bản lề không? Còn cái điểm thứ hai chính là cánh cái gì? Cánh cái đòn để xoay không? Có hiểu không nhỉ? Thì dí vào do là gì? Ta lợi dụng cái đường gì à? Đường guideline, đường gióng là đường trục địa, trục tung. Chuyên để hai thằng, để cái hình này nó thẳng nhau thì hai đỉnh nút nằm trên một đường thẳng là gì? Là thẳng nhau. Có hiểu không nhỉ? Logic là nằm ở chỗ đấy. Thế tại sao thầy bảo rằng khi làm việc chúng ta lợi dụng tất cả mọi cái có thể đúng không nhỉ? Lợi dụng gì ấy? Vào đường gióng để căn những cái hình mà đặc biệt mà giữ ship không bằng được, không thẳng được. Ok chưa? Còn khi ta muốn thẳng hay như nào thì chúng ta sẽ có tiêu chí để căn nó. Ok chưa? Rồi có bài nào hỏi không? Bài nào mà lăn tăn trước về làm vẩy rồi, hôm nay có bài nào lăn tăn nữa thì hỏi đốt. Trước sang bài mới giải quyết tất cả những thể loại lăn tăn. Thế là chưa, mời mình học. Bài này chắc dễ đúng không? Bài này thì cũng thích hình thôi. Không có gì khó, bài này toàn vẽ hình được hết. Tự vẽ được hết. Kìa chưa? Bài này thực ra chỉ là luyện để kèm cách tư duy hình học, đúng nhờ? Toàn hình đối xứng cả, sau đó gì là dùng cụ gì đấy? Liên bên pocket để tô, chứ không cần phải cắt, chích gì cả, đúng không? Sắp xếp đúng bố cục, hình lồng vào nhau. Cứ hết một việc một tô đi, bắt đầu gì ạ? Tô. Được chưa? Rõ ràng là khi chúng ta làm hình, thì rằng là khi đi học thì dạy các em rất nhiều cách để làm hình, nhưng khi làm các bạn sẽ chọn gì? Cách nhanh nhất thì ra được hình đấy. Ok chưa? Thì đó còn sử dụng vào tư duy các bạn nhá. Còn thấy cũng vất vả hết rồi. Ok, bài nào chưa không hỏi đâu. Được rồi, nếu không hỏi gì bài này cũng làm được rồi này. Rồi, nó hỏi gì ta sẽ đi vào mới bài mai, tôi đi bài rất là hay và rất là khó nhá. Ta sẽ bắt đầu đi. Thì đầu tiên bài mai vừa khởi điểm phát ta sẽ học đó là các lệnh gióng và căn chỉnh. Ghi thầy nhá, các lệnh gióng và căn chỉnh. Các lệnh gióng và căn chỉnh, gióng hàng ấy nhé. Các lệnh gióng và căn chỉnh. Rồi, ta sẽ học nhờ. Thì đây, được chưa? Ta bắt đầu học các lệnh gióng căn chỉnh. Thì việc đầu tiên khi lệnh gióng chỉnh thì các bạn sẽ vào menu Windows và sẽ làm việc bảng online nhờ. Feedback của nó là sẽ 7. Như vậy để căn chỉnh gióng thứ, tôi sợ tí. Alo.
chưa nhỉ? Chúng ta sẽ có menu window và bảng align, bảng rất quan trọng, CM7. Yeah, bảng này tối quan trọng, chưa bao giờ thấy xếp ngoài này, nhìn thấy chưa? Xếp cùng nhóm trong form và pathfinder. Yeah. Thì khi bật bảng lên, thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ. Thì bạn ghi thấy đó là một nhỏ, đó là căn chỉnh theo gốc tọa độ. Căn chỉnh theo gốc tọa độ. Căn chỉnh theo gốc tọa độ. Rồi. Thế thì các bạn nhớ là trong phần mềm, các phần mềm đồ họa các bạn học trong suốt cả các phần mềm Adobe đến bất cứ phần mềm nào khác, thì nhớ thầy, trục tọa độ trong đồ họa thì bao giờ nằm góc trái trên cùng. Đây. Góc tọa độ luôn nằm ở đây. Nha. Bật cái trời xong rồi. Thì các bạn nhìn đây. Trên hình thì đang có tất cả là 6 hình. Cho một xanh thì nó tươi trẻ thì tất cả bao nhiêu? 6 hình. Có thể để giải rác như này. Và ở cách ở một nhỏ là căn chỉnh tự do theo gốc tọa độ. À sử này, khi chọn tất cả đúng này, thì lúc này chúng ta sẽ xem xét ở cái bảng này. Nhờ. Thì các em xem này, nhìn đây. Thì lập tức ở bảng này align này sẽ có hai khoang. Nhờ, đó là khoang align thì object được căn chỉnh đối tượng được chọn. Thì các em chỉ nói qua đây, các bạn học Excel biết hết rồi. Thì đây, cái dấu gạch thẳng đứng này nằm bên tay gì? Tay trái này thì tức là gì? Nó lấy tiêu chí cạnh trái làm gì? Làm gốc căn chỉnh. Tương tự gì đấy? Là ở giữa trục, giữa theo trục gì? Theo trục gì? Theo chiều ngang. Đây là giữa theo chiều ngang. Đây là căn phải, căn top, căn gì? Pattern và giữa theo chiều gì? Chiều dọc. Dọc của đối tượng ấy. Đây là dọc của gì? Đây là ngang của gì? Đối tượng. Nhớ. Và anh nhìn đây. Khi các em chọn cái đối tượng này, các em bấm lệnh căn trái hả? Thì lúc này nó sẽ căn như sau. Đối tượng nào có cạnh bên trái gần với trục tung nhất thì đối tượng sẽ làm gốc. Ở đây thằng nào? Thằng ngôi sao làm gốc, bấm phát tất cả theo ngôi sao ngoài. Từ từ đã. Cho các bạn để lại đã. Rồi, như thế nào cái này sau. Cho đối tượng này căn trái, lập tức thằng ngôi sao sẽ làm gì ạ? Gốc, bởi vì nó gần trục tọa độ nhất tay bên trái. Nhìn thấy chưa? Cắt Z lại. Nếu tôi bấm vào căn phải thì thằng nào xa trục tọa độ nhất bên phải thằng nào? Thằng màu tím. Được chưa? Các em nhìn bảng đây. Và khi căn trái này mặc định này thì nó căn theo kiểu gì? Là căn cạnh trái, nhìn thấy chưa? Tiếp tục căn cạnh phải. Nhưng với thằng này, với này này, hoa giữa là center này rất đặc biệt. Là phải cái gì này? Mỗi một thằng đối tượng đều có tâm không? Hai tâm làm bên. Thì khi cái này phát thì tất cả tâm của 6 đối tượng này sẽ gì đấy? Sẽ nằm vào trúng trục giữa. Nó chưa như nào như mình đây. Đây là căn trái thì kéo trục đánh đâu đây. Đây là cạnh trái. Được chưa? Nhớ. Cạnh trái đây thì sẽ cắt ra lại cho em. Được chưa? Đây, các bạn xem đây cạnh trái không này. Đây là cạnh phải không này, bóng hiểu vấn đề căn chỉnh đã. Rồi. Thì đây. Đây là căn trái. Thì sang xa làm gì? Làm gốc. Thay các phải làm gốc. Nhưng bây giờ thì căn giữa này. Thì các bạn nhìn tâm này. Nó sẽ chia đôi khoảng cách gì đây? Từ cạnh trái đến gì? Cạnh phải. Và chia đôi khoảng cách gì đây? Giữa này. Nhớ. Thì tất cả tâm đối tượng này sẽ nằm gì? Vào chính giữa. Đây. Các em nhìn xem có đúng không nhá. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Như vậy căn giữa là gì? Là nó sẽ chia đôi khoảng cách từ cạnh trái đến cạnh phải của toàn bộ đối tượng. Chia đôi để tạo một cái gì? Đứng giống theo trục gì? Trục đứng này. Nhờ. Và tất cả tâm đối tượng phải nằm gì? Trên cái đường này. Các em nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa ạ? Nhìn chưa ạ? Chưa, chính vì thế đây là căn theo gì? Gốc tọa độ và tự do. Thì đây, tiếp tục. Căn xét lại, nếu thầy như này, cho đối tượng này mà thầy căn gì? Căn tốt. Thì thằng nào gần trục hoành nhất thằng ấy gì? Sẽ làm gì? Gốc tốt và bắt tầm thằng nào nhỉ? Thằng bầu tròn ở dưới. Đúng không? Thì tương tự ta kéo mọi người xem này.
được chưa? Kéo lúc này thì lệnh này nó sẽ chia đôi một trẻ cùng gì? Theo chiều gì? Theo chiều ngang và tâm đối tượng nằm trên trục này. Đúng chưa? Có hiểu thêm ngóng nhỉ? Ok. Thì như vậy đấy là căn theo tự do. Đó là mặc định cái gì? Mặc định khi các em chọn đối tượng này thì lúc này bên này nó có online to này. Thì lúc này khi mặc định các em chọn ấy thì lập tức nó sẽ hiểu đây là chế độ gì? Online to selection. Tức là gì? Căn chỉnh với đối tượng gì? Được chọn. Thì ở đây sẽ... đấy là căn chỉnh tự do. Bạn hiểu cái tự do chưa ạ? Một nhỏ dễ ai cũng hiểu rồi. Hai nhỏ. Đó là căn chỉnh theo đối tượng đích nguồn. Căn chỉnh theo đối tượng đích và đối tượng nguồn. Cuộc đời lại không như thế. Thầy ghi này, dụ như là thầy ghi đánh dụ như là chữ Adobe. Yeah. Design. Thì chưa? Montserrat sự nhà Black. Ông thằng này thì like thôi. Rồi. Để vào đây. Thế thì bà không thấy em thích tới phải bạn thế đâu. Thì em muốn để cho tất cả đống này thì em muốn căn theo tiêu chí là cạnh trái. Nhưng mà ông Adobe Thang Design làm đối tượng đích cơ. Nhờ. Thì ghi thầy. Bước 1. Bước 1. Chọn các đối tượng cần căn chỉnh. Bước 1. Chọn các đối tượng cần căn chỉnh. Bước 2. Bấm trái chuột vào đối tượng sẽ làm đích đến. Hoặc là đích căn chỉnh. Bấm trái chuột và đối tượng sẽ làm đích căn chỉnh. Bước 3. Bấm lệnh căn chỉnh theo tiêu chí trên bảng gì đấy? Trên bảng online. Như vậy là gì? Khi chọn xong các chỉ định thì thầy làm từ bước 1. Mọi người thấy là rất đơn giản và rất tiện lợi. Nào, nhìn đây. Tôi chọn cái ống này. Bước 1 chọn tất cả đống này. Bước 2 ông nào làm đích? Ông thằng gì ra làm đích? Bấm chuột vào này. Bấm phát thôi. Đấy, nó highlight ngay thì chưa? Lúc này tôi căn trái này. Tất cả theo ông thắng hết. Căn phải tất cả theo ông thắng hết. Căn tốt tất cả theo ông thắng hết. Có hiểu không nhỉ? Thứ này tôi tự nhảy sang chế độ gì đấy? Chế độ gì nhỉ? Chế độ Align to Key Object. Thế là đối tượng gì đấy? Định nguồn. Đấy chưa? Mặc định nó sẽ sửa đổi chế độ gì? Chế độ Align to Selection. Khi nào các bạn bấm tắt chuột, nó nhảy sang chế độ gì? Align to gì? Key Object. Có hiểu không nhỉ? Còn cái cuối cùng như thầy ba nhỏ đó là căn chỉnh theo kích thước của bản vẽ upload. Thì cái này là khi nào chúng ta muốn căn chỉnh nó theo gì? Upload. Trước này là không được ai nhìn đây. Thì xóa dòng này đi nhá. Cái xe lại này. Đây thì xóa hết đường gióng này đi. Đường gióng xóa bình thường. Đây. Nhiều chọn đúng này. Chẳng hạn thế. Bạn thấy bật chỗ gì đấy? Upload. Bất cứ thằng nào cũng được thằng này đâu. Trước này là upload làm gì? Làm gốc. Trái này thằng này. Cho mà lên trên này. Thằng này cho vào giữa theo chiều dạng, rõ như chiều ngang này, giữa gì, giữa bản máy vẽ luôn, đúng không? Giữa mà. Giữa này, thằng này xuống tốt đi. Sang phải cho mấy góc này, ông này gì ấy, trái và tốt. Ông này gì ấy, tốt và phải. Đúng nhỉ, ông này gì ấy, button và phải. Điện đúng này cho giữa hết. Được chưa? Thế thì, riêng cái chế độ này, khi các bạn bật đây, nó sẽ không tự điều chỉnh lại đâu. Khi nào các bạn trở về bình thường các bạn bấm sang chế độ gì á? Online to Session. Còn khi các bạn chọn chế độ Online to Upload thì mặc định nào ở chế độ này nhá. Yeah. Khi các bạn chọn này này, khi các bạn chọn gì đây, chỉnh tự do ấy thì nó sẽ không chỉnh được đâu, theo Upload ngay. Còn khi các bạn chọn theo kiểu gì đấy, chỉ định vẫn được, bấm chế độ này thì vẫn chạy nhá. Yeah.
Ok chưa? Như vậy chỉ định là bất chấp hết. Đích nguồn là gì? Phang đất. Ok chưa? Hiểu thứ nhỉ? Rồi. Cái khoang thứ hai chúng ta cần học tiếp theo đó là khoang distribute object, tức là khoang chuyên về phân bổ đối tượng theo một tiêu chí nào đấy. Được, distribute objects. Khoang này là chuyên phân bổ đối tượng. Thế thì nhìn các biểu tượng như thế này cũng nhỉ? Ta phân bổ theo tiêu chí gì đấy? Cạnh trên, giữa, cạnh gì? Dưới, trái, giữa, theo chiều dọc và phải. Thế thì như thế nào? Ta xem thử đây. Thầy sẽ lấy hình tròn cho bạn dễ hình dung trước đã. Mỗi thằng một màu. Màu đen đi. Hoặc là màu đỏ, hoặc là màu vàng, hoặc là màu xanh. Lá không còn màu xanh. Nâu đi. Vòng này màu chuối. Sao? Không này, không được. Này. Hồng đi, không được. Này. Màu chuyển đây không? Đây. Nếu thầy chọn đúng này nhá. Khi mà thầy trở lại chế độ gì đấy? Adaptation, còn nếu được Apart nó sẽ cắt hình theo gì? Apart, để Apart mình xem trước nhá. Apart này, khi thầy bấm này phát là gì đấy? Vertical distribute top, phân bổ theo gì ấy? Theo chiều dọc. Nhưng mà theo độ cạnh trên, dọc là gì ạ? Theo trục dọc tung. Nhưng là cạnh trên là tiêu chí. Khi bấm này phát thì theo bạn sẽ như thế nào? Nếu phân bổ nhìn này, nhìn trước nhá, nhìn này, lấy lại này. Do là bấm upward, khó hình dung đúng không? Thì sẽ để lại chế độ bình thường nhá, để mọi người hình dung đã. Bấm trước mọi người xem lại nhá. Thì này, này. Rồi bấm là gì? Là tiêu chí gì đấy? Tiêu chí top làm chuẩn. Nếu để chế độ gì? Adaptation, nhìn này. Có thấy gì không? Nào, thầy tản nữa ra. Thầy muốn các bạn thật hiểu rõ vấn đề này, để khi mà bài tập nó có những bài tập bạn nhìn rất dã man, tạo hình rất khó, nhưng mà chỉ một lệnh distribute ra đấy. Có những bài không phải xây dựng hình, xây hình không ra nổi luôn. Nhìn này, các chỉnh theo top là tiêu chí phân bố đều, nhớ là phân bố đều. Em nhìn này, ơi ghi gì đấy? Vertical distribute top, biểu tượng là gạch ngang. Thì ý nghĩa là này, khi các bạn chọn đối tượng này thì lúc này sẽ đi ra tâm, tâm thằng này, được chưa? Đến tâm thằng này là khoảng cách phân bố chuẩn. Và khi thực hiện lệnh như này, trừ hai ngày ra, thì có nghĩa là gì? Phân bố đều là gì? Là từ cạnh trái thằng con này này đến cạnh trái thằng này bằng nhau. Nhìn thử nhá, từ trái đến thằng này bằng nhau. Để bỏ qua tâm đi, có phải không? Nhìn thấy chưa? Từ cạnh này, từ top của cạnh thằng con này đến top thằng này bằng khoảng A không đổi. Từ top thằng này, top là bằng gì? Bằng A. Có hiểu không nhỉ? Phân bố đều là vì thế. Hiểu ý thế được không nhỉ? Đó, phân bố đều là như vậy. Thế thẳng chưa? Thế bằng có bằng nhau không? Bởi vì sao? Nó tính từ top của thằng này đến top thằng kia đi là bằng nhau đều. Có hiểu thế không nhỉ? Ok. Chuẩn nhá? Chuẩn. Không bằng là gì kìa? Độc thoại. Cái này đồng thoại ra, thấy không này? Yên tâm đi, bài tập nhiều hay lắm. Bọn tôi thấy cao ít lúc càng thích đúng không? Bởi vì nó quấn hơn. Phục xúc thì nó thuần túy ạt nhiều quá, mà ạt các bạn chưa tới được.
nhưng làm cái này thì ngành ngành nghề nào cũng dùng được, tại vì nó kỹ thuật. Rồi các bạn nhìn này, tiếp tục nhá. Tập trung này. Nếu thầy bấm vào chế độ gì? Là gì? Bắt tầm, lúc này thì các chỉnh cái bắt tầm thôi. Đúng nhờ? Từ đít thằng này. Đít thằng này bằng nhau. Nhờ, ok. Còn nếu mà giữa như này thì là tâm. Từ tâm đằng này đến tâm đằng kia là bằng nhau. Được chưa? Và tương tự các bạn khác cũng gì? Cũng thế. Ok chưa? Ok chưa? Hết sử đấy, ok chưa nhỉ? Ngon. Nếu mọi người xếp như thế này, xếp cách ngẫu nhiên như thế này, và tôi muốn cách đều nhau, phân bố đều các hàng ngang ấy, cho tất cả đúng này. Thứ bài căn gì ạ? Giữa này hay giữa nào? Hay đây? Đây này. Đây hay đây? Thứ bài từ hàng ngày phát này. Hàng ngày phát này. Được không? Phân bố đều mà. Nhờ. Họ đây. Nhờ. Đây, tôi muốn phân bố đều và xếp hàng ra với nhau. Đầu tiên tôi gì ạ? Tôi sẽ cho về một thằng đã thử nó nghiệm đây. Phân bố là gì ạ? Nó xếp phân bố đều khoảng cách. Thằng này phát, thằng này phát. Phát có cách gì ạ? Bắt nhau rồi đấy. Nhìn nhá. Bắt nhau rồi quá không không về hàng đấy, nhìn này. Tôi muốn phương thức này, tôi muốn gì? Yêu cầu rồi là xếp về cùng một hàng và khoảng cách bằng nhau. Đi đơn giản, tôi đúng 3 lệnh, tôi phải cho phát. Nhờ. 1, 1 và... Đúng không? Đúng không? Hoặc rõ hơn nữa, thì tôi cho về giữa trước được không? Tôi phát bố gì? Ngày ra phát. Phát chẳng cần 2 thằng thôi. Tôi chuyên gia chỉ 2 thằng thôi, thằng hôm này. Và thằng này. Tại vì sao nhờ? Từ tâm xuân dọc mà. Đúng không? Ông mày là sao? Ok chưa? Rồi. Còn cuối cùng. Cuối cùng. Đó là distribute spacing. Đó là phân bố theo khoảng cách định sẵn với đối tượng đích. Distribute spacing đó là phân bố đều theo cái khoảng cách định sẵn. Distribute spacing đó là phân bố đều theo khoảng cách định sẵn theo đối tượng đích nguồn. Lúc mà bốc có đích nguồn nó mới chạy được, bình thường nó không chạy. Hay lắm. Mọi người có biết cái biểu tượng của VOV không? Đây. Thì thằng này xử lý nhanh cực kỳ, không phải ngồi xếp hình quay tay nhá. Mà chỉ một lệnh thôi. Logger. À. Đúng không? Mấy vòng tròn đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được. Cụ thể. Thì đây. Mấy vòng tròn đây rồi. Được. Lúc này tôi làm sao? Để vẽ được logo này cực kỳ nhanh. Ngay này. Cho vào phân tích thử nhá. Xem các bạn dùng công cụ đâu. Bắt đầu buổi này. Bắt đầu tư duy công cụ. Nào mà nó sai để nó đánh chết. À thôi. Thầy Thăng hiền mà. Thầy Thăng chỉ cho thi lại được mấy chục lần thôi, xanh mắt ra, thà là luôn nhòe nhỉ. Thế bạn bốt lên mạng như đúng rồi, đã bốt lên để bốt cho anh em gì ấy, hàng hịn đúng không? À, đùa, thế bọn lớn, chuyển hướng đấy xem mà. Listen. Facebook mình đấy. Ờ, hài được. Cùng bạn bè. Rồi, ông này. Khóa vào. Đúng chưa? Ta sẽ bỏ qua độ dày viền, ta chỉ cần đến viền không thôi. Đây là vị lệch và có độ dày viền. Chỗ này dày trong thì dạng nhỏ dần. Nhờ, sẽ học sau. Nhờ. Thế thì đây là chất là gì? Các vòng tròn cách đều nhau một khoảng nào đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cũng cụ gì? Là vẽ mấy vòng tròn?
Nào. Từ hình này tôi muốn vẽ để tôi làm logo này trong vài bước. Tôi tận dụng chế độ gì? Distribute Spacing. Đó. Mặc nhiên vẽ nó chuẩn rồi. Tỏ tư duy tụ tốt đấy nhỉ. Mấy rồi? 2, 3, 4, 5, 6. Giữ ship. Xong chưa? Bài toán quá đơn giản. Cắt xuống ship cho vài lần cho nó búng hết cả ra. Được chưa? Lúc này tôi sẽ lấy thông tin này làm đích. Nhìn được chưa? Và căn tiêu chí chưa? Lúc này dụ là cách này 1 mm. Sau đi bạn. Làm đích đi. 1 mm. 1 mm này. Nhưng cạnh này làm chữ gốc. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đúng nhỉ? Đây này. Rất hay. Hoặc cho này nhìn nhá. Đối tượng này làm đích. Cho rõ ra nhé, 2 mm chẳng hạn. Này làm đích. Thế làm đích. Hay không? Một khăn đích hay không? Thế thì khi vào đây, mọi người thấy cái gì đặc biệt? Hai ở đây là hai cái gì? 2 mm tính như thế nào? Nhìn nhá, nếu thực tập bấm đây này, và thấy đặt đặt này là đích. Thôi chọn này. À, đang gặp. Rồi, đúng rồi, này là đích. Bạn thấy căn chỉnh theo dạng này đi, vertical distribution space đi, 3 mm. Nhìn không? Còn cách cái này, dọc mà, cách điện từ đây, đến đây 2, 2, 2, nó tính cạnh, nhờ, ok chưa? Còn đối thằng này làm đích, mà theo cái này, thì chiều ngang. Đây là dọc, đây là ngang, đây là gì? Dọc. Từ đây đến bây giờ 3 mm. Còn nếu tôi chui ô này, này là đích thì cũng thế thôi. Không khác gì cả. Nhưng thay làm đích cắt theo gì? Ok chưa? Nhờ. Yeah. Cắt như này thì bọn người hiểu là gì không? Trái này thì theo mọi người như nào? Là đo thử nhá, là như vậy là, nếu mà các bạn hiểu được là chuẩn, là theo bạn 3 mét là tính từ đâu đến đâu? Ngang à? Từ tâm đến đây à? Hay từ như nào? Từ bên cạnh này à? Từ đâu? Và dần á, đây ra bao nhiêu? 14 này. Lại nha. Hay làm đích. Cho làm đích đi. Rồi để cho 1 mm đi này. 1 mm. Và nhìn này. Làm đích. 10 mm. Khác nhau không? Khác nhau không? Khác nhau không? Chả khác nhau. Các bạn nhìn đây. Đây là distribute spacing. Nó chỉ ứng dụng với hai đặc đặc biệt. Đó là ngang và dọc. Khi các em bấm là đích nguồn, cái anh bắt theo gì ạ? Theo gì? Tất cả theo cạnh trái hết. Thì thực tế mà nói cái thằng này nó bị đánh lừa, thằng này vô dụng. Thực tế nó chẳng cần thằng con này. Đây này, bấm này đúng không? Thằng này bình thường chẳng phải không. Thế ra thì nó là căn chỉnh bình thường cái gì đâu. Nó là căn chỉnh đích nguồn thôi. Đúng không? Tất cả về cạnh gì? Cạnh phải đúng không nhỉ? Như vậy distribute nhớ thầy đặc biệt nó chỉ gì đấy? Theo ngang và gì? Dọc bố đều rồi. Ví dụ chuyện là học hay phết đấy. Rồi là như này. Tôi muốn là tất cả đối tượng này nó cách nhau một khoảng là bằng là đích 10 mm nhờ. Nó chiều ngang ghê chưa nhờ. Ok nhờ. Thì là 10 đều. Nhá. Nó chỉ làm việc về đấy thôi. Như vậy, thầy vừa đi các bạn rất kỹ về gì đấy, bảng online từng cái khoang một. Nhá. Nhưng chủ yếu hay dùng nhất đó là khoang online object và khoang gì? Distribute object. Khoang này ít dùng lắm. Nhá, ít ứng dụng. Ok chưa? Làm được.
đấy nhá. Nếu để như này, thực ra nếu làm được như này thì nếu bạn làm được như này thì rất là đơn giản. Nếu bạn làm muốn làm, nếu thầy muốn làm hình này này, đúng không? Bảng lệ online này thì bạn chỉnh khá là phức tạp đấy, nó bắt làm được mà phức tạp. Ví dụ thử nhá, nếu mà căn chỉnh này làm gốc, đúng không, này thì bị gì ạ, bị như này, đúng không? Thì bây giờ thử này, cái vấn đề là hơi khó thì thử xem nhá. Thằng này làm gốc đây mà chỉnh 1 mm nó vẫn bung ra nhỉ, vẫn bung ra, đúng không? Được, nhìn thì tưởng ngon cùng mà không ngon. Hơi khoai đấy, yeah. Rồi, còn hình này muốn làm đúng hình này thì sẽ dùng kiểu khác. Ví dụ dùng kiểu khác và sẽ được ngay. Đúng ý hiệp chưa? Nhờ, thích bao nhiêu cũng được, nhưng chưa học nhá. Ghê chưa? Với thầy thì mới thao tác là xong rồi. Vẽ hành tròn đặt lệch ra một phát là ra lệnh rồi. Ghê chưa? Ấy, ấy. Ok. Vậy thầy vừa đi qua nhanh các bạn gì đấy nhỉ? Về cái bảng online căn chỉnh. Thế thì câu hỏi là thầy ơi, căn chỉnh thì đấy, trong Photoshop căn chỉnh như nào? Photoshop nhờ. Photoshop thì thường căn chỉnh thể dạy nâng cao, dạy thì thể nó luôn trong Photoshop thì căn chỉnh nó cũng giống như ở AI nhưng nó khác. Thế đấy, ví dụ mọi người hiểu vấn đề là tiện thể nói luôn. Đây thì có các hình shape như sau. Vẽ shape 1 thằng, 2 thằng, 3 thằng, 4 thằng, 5 thằng. Thế thì đây bên này là đối tượng là layer, đúng không? Quan trọng là cái layer này khi chuyển với cụ gì? V, là sao ở V? Bởi vì công cụ di chuyển thì mới căn chỉnh được. Đây, cũng căn trái. Nhờ? Yeah. Chưa? Cũng gì đây? Này. Bạn bật Ctrl R lên thì nó vẫn căn chỉnh theo mặc định. Đúng không? Đúng không? Có tọa độ mà. Nhưng mà không thế, em thích căn chỉnh theo thằng này cơ. Đích những nguồn ấy. Trong Photoshop đích nguồn thì trở qua là lấy vùng chọn. Thay là nguồn. Như vậy xong rồi giữ các chỗ bấm biểu tượng ngôn thứ 3 này, lấy là vùng chọn. Khi xuất hiện vùng chọn mà bấm lệnh căn chỉnh, nó hiểu căn chỉnh theo gì? Theo vùng chọn. Ok chưa? Ok chưa? Như vậy Photoshop là một tốt. Nhưng chỉ nhớ thầy, trong Photoshop đích bằng nguồn là chỉnh theo vùng chọn. Thế thôi nhá. Ok. Như vậy học một nữa. Không, chưa đấy bình thường mà. Đây. Thẳng bị dài Adobe nhá. Chạy đây. Đây, chạy đây rồi. Adobe thẳng design. Toàn. Giữ phím có chỗ bấm biểu tượng này lên hết mà. Hãy biết có bình thường lên mình đây. Ê, tạo việc thứ em làm gì đấy? Thì tao vừa đang bị sốc này, lên mầm. Thế thế bạn không biết em bị lỗi gì mà sao thì nó mới lạ. Thì chưa là lên vòng tròn này. Được. Hay là bản của thầy Hị. Ok chưa? Như vậy căn chỉnh đã xong. Nhá. Yeah. Và chúng ta đi tiếp. Dàn công cụ rồi đây, ghi thầy. À từ á, mình đang gióng đúng không? Phóng hình đúng không? Đấy là gióng các đối tượng. Bây giờ như thầy, 4 nhỏ đi. Vừa là 3 nhỏ đúng không? Đó là lệnh gióng điểm nút. Vừa rồi gióng cả hình, đúng nhỉ? Bây giờ gióng điểm nút cơ. Các lệnh gióng điểm nút. Rồi, bạn nhìn đây. Thì sẽ vẽ ra một cơ số hình đoạn thẳng. Một cơ số hình cong, đường cong. Vẽ cả một nửa trái tim.
hai lốp xe vàng. Xong. Thế thì đã là căn địa gióng và căn chỉnh các đỉnh, các điểm nút công cụ gì đây? Đã sẽ tôi phải được chọn, đúng không? Hay sử thế muốn chọn điểm này. Thôi, dễ nhìn nhá, cho lại màu khác. Nhìn đây. Thì chọn đỉnh này, giữ ship chọn đỉnh này, hai đỉnh. Ta có menu object lệnh sau đây. Yeah. Ta sẽ có lệnh, trước học lệnh rồi. Lệnh gì nhớ không nhỉ? Trước ta có menu gì? Object, lệnh đã học rồi. Lệnh nối điểm rồi đúng không? Path, lệnh gì ấy? Lệnh join, ai biết rồi. Ta học lệnh gì? Average. Yeah. Add control G. Đây là lệnh gióng. Average. Đây trong thần học, trong tiếng Anh tôi học nó gọi là trung bình đúng không? Chứ trung bình. Đúng mà. Nó giống với đúng trung bình luôn. Tức là gì? Nó lấy khoảng cách từ đỉnh nút thứ nhất đến đỉnh thứ hai bằng A. Thì chưa? Nó chia đôi ra. Và hai đỉnh nút chạy gì đâu? Về trung điểm. Được chưa? Cho nên ra lệnh gì? Average là vì thế. Nhưng không phải tự nhiên đặt ra sai đâu. Alvi nó khôn lắm. Đây. Em nhìn đây. Nhìn này. Đây là phải là vị trí điểm đầu tiên không? Đúng không? Vị trí điểm gì? Thứ mấy đây? Thứ hai. Tôi chọn gióng, tôi khóa vào. Vì không khóa nữa. Ở trong cái lúc 2 nhá, các bạn chọn được gióng mà gióng vào gióng luôn. Phải khóa vào để không bị ảnh hưởng. Khóa rồi. Đây, không chọn nữa rồi. Bây giờ A này. Tôi chọn đỉnh này, giữ ship đỉnh này. Và menu object. Path là gì? Array. Lúc này ra cái bảng này. Sẽ không ghi. Khi ra bảng này, nó sẽ gì ạ? Gióng trung bình theo trục ngạn, trục X. Vertical trục gì? Dọc Y. Hay theo cả đi. Hai trục X và Y. Tùy các chú. Giữa axit là trục. Yeah, gióng điểm theo trung bình đoạn. Nhưng mà gì ạ? Theo chiều ngang hay chiều dọc hay là gì? Cả hai, cả hai đối với tâm giữa. Gióng không? Khi em gióng theo chú trí nào? Gióng bông mới chập cả hai. Đúng rồi. Về đâu? Về trung điểm của horizontal và gì? Vertical. Như vậy ta có axit là trục nhỉ, hoa giờ là trục X, vân tư là trục Nga, A trục Y nhỉ, bâu là cả hai. Khi thì demo hiểu ngay. Riêng cái này thì Photoshop không làm được. Photoshop bó tay quả này. Nhá. Photoshop thì không giống một điểm. Người chưa? Có cái Photoshop không làm được. Rồi. Nhìn này. Như vậy là gì ấy? Tôi muốn gióng với đây. Đây trục gì ấy? Vertical nhỉ? Bấm OK phát này. Nhìn ra về trung điểm chưa? Đúng không? Lại nè. Công cụ A là chọn đỉnh này. Với đỉnh này các chọn an gì? Dây. Khi vertical là trục gì? Dọc. Thì được chia điểm. Đây bằng đây bằng khoảng là A đúng không? Giờ đây thì kéo điểm về trung điểm đâu? Nhìn thấy không? Còn nếu giữa thằng này các chọn an dây mà gì? Horizontal, ok, thế bạn về đâu? Về đâu? Về trục ngang này. Thì ông này về đây, ông này về đây. Đúng không? Đúng chưa? Còn bâu thì ông hai em chập với nhau, bảo giữa trung điểm luôn, của hai chiều. Ừ, thế ra chưa chọn, ông chơi phẳng. Đúng không? Có hiểu chưa nhỉ? Giống. Thế bây giờ em muốn thế này được không? Em có hại. Em có hai nửa tim để em o bấm để em lật học rồi a đúng mà Ctrl G là gì hàng đúng không và hai nửa được thì đứng thẳng nhưng mà không Ctrl An gì G O về trung điểm Ctrl An gì G về trung điểm đúng không nhưng mà không hàng giống mà nhưng mà thế không thích. Em thích chặt tim ở cây nới. Em làm hai điều. Là nó vừa gióng, gióng xong nó hàn. Thì ở lệnh này trong Photoshop, ở trong AI không có lệnh này nhưng mà thầy bò được. Như thầy. Để vừa gióng và hàn. Để vừa gióng và hàn.
gióng và hàn. Thế là gióng rồi nó hàn thành bột ấy, nó hàn thành bột điểm bút ấy. Thế là nó kết hợp của hai lệnh, của hai lệnh nào? Lệnh do lệnh gì? Average, đúng nhỉ? Ta bấm tổ phím Ctrl An G. Ta bấm tổ phím Ctrl An G. Dạy, dạy cho nó hết. Ông Sang kia thắng đấy, bảo ông Thăng dạy giống nghề. Nhìn đây, nhìn nhá, demo này. À, đây là Ctrl G là nối theo đường thẳng, bởi vì cách nhau một khoảng nào đó, đúng không? Ctrl An G mà bộ hai chục thế thì nó chỉ gióng về cái trung điểm thôi. Nhìn tưởng hàn nhưng mà ra vẫn rời, đúng nhỉ? Ta rét lại, nhìn đây. À, Ctrl An G, Ctrl An Shift G, xong, vừa gióng vừa hàn. Chuẩn chưa? Như vậy có 3 phím chức năng dùng hết. Nè, bàn tay 5 ngón dùng 4 ngón rồi, còn 4 ngón để dành. Cắt chữ axit gì? Ờ, thế bảo đủ mà. Cắt chữ an ship gì? Tại vì sao? Cắt chữ an gì là gì? Gióng. Nè, chữ trung điểm, cắt chữ gì gì? Hàn điểm nút. Cắt chữ an ship gì mới là gì ấy? Vừa gióng vừa hàn. Ok chưa? Rồi. Và tự đi tiếp là công cụ khá hay. Nhiều lắm em, nếu phải dùng một nó đấy. Sẽ dùng nó và tập tuyển là sẽ hướng dẫn. Bây giờ chưa thấy đâu, vào tập sẽ thấy ngay có lúc là ví dụ này, có đúng như này. Thật sự em đang làm này đúng không? Thật sự như này. Bây giờ tôi muốn là gì? Tôi đây là, nhưng mà tôi muốn tạo hiệu ứng là gì? Tôi muốn tất cả bọn này nó về bờ bên trái này nó bằng nhau, thẳng hàng nhau, bên trái bên phải nó kệ nó. Tại vì tôi thiết kế là gì? Giả sử đây là lề, tôi nhìn mà lề thấy nhá, lề thấy nhỉ. Tôi muốn gì? Tất cả hiệu ứng người là chạy vút, nhưng mà nó bắt đầu từ lề trái ra nhá. Yeah, và tôi muốn tất cả điểm vút ở bên trái phải bằng nhau. Theo chiều gì? Ở đâu? Chiều gì nhỉ? Thằng này đúng không? Cho làm đích đi. Rồi ăn gì? Chiều nào? Nó sẽ đưa về gì ạ? Trung điểm mà. Đúng không? Trung điểm như thế này. Đấy. Thì bị lỗi không ai? Thằng này bị giữa, bị lỗi, bị thụt vào, bị ra là bị giữa. Đúng nhỉ? Nhưng mà thường hay thầy hay rơi gióng gì hay dùng. Thường thì hay làm bài tập ấy là thầy hay gióng từ 2-3 tượng cho nó bằng một phía. Bằng một phía. Còn nếu thứ bằng tẹp với bên kia dùng gì? Dùng gì? Dùng gióng thường. Đây ai? Gì nhá? Gióng thường giống như này. Tôi chọn cái này. Và tôi chọn để tôi gì? Tôi upload. Tôi cho vào về này hết. Đúng không? Điểm nút sẽ theo gì đấy? Sẽ upward. Vì chưa? Vâng. Cái này thì học để biết, sau đó vào bài tập ứng dụng sẽ biết ngay, sẽ có những bài thấy hiệu quả. Tôi tiếp giảng công cụ tiếp theo ngày hôm nay học, đó là giảng công cụ chuyên tẩy. Tẩy này, cắt này, chém này, sao các kiểu, đủ loại. Thì ta đi nhóm công cụ chuyên tẩy với cắt. Để ta có công cụ đầu tiên, đó là Eraser Tool Shift E. Eraser Tool Shift E. Ghi thể nhá, ghi rõ này. Công cụ cho phép tẩy thuộc tính màu viền và màu tô, nó tẩy cả hai, cho phép tẩy xóa nhá, cho phép tẩy xóa cả thuộc tính màu viền lẫn màu tô. Ông mày là phang hết, không trừ bất cứ ông nào, không trừ bất cứ đối tượng nào. Đây, nhìn thầy cho mọi người xem thử, thì có ngôi sao trong đen ngoài đỏ. Mày chết đi,
chuyên đề đây. Khi what the fuck, rồi khi dọn gì ấy, công cụ tẩy thì đấy bút hình gì ấy, hình tròn đương nhiên gì ạ. Ở đây công cụ này rất hay nhá, tẩy nhở. Và ở đây khi một người bấm gì ấy, ngọc vuông mở vuông đóng không to lên được, à to được thì tôi tặng to to tại vì thế bật vì đây chỉnh thể nhập sang công cụ gì ạ, symbol tool, tay vẫn to nhỏ bằng phím ngọc vuông mở đóng đây. Điều mà tôi kéo phát này đi đâu tẩy cả hai thằng này đúng không, đúng, nó xóa, nó xóa cả ông viên với cả gì ô tô, không khác gì mình ở bên ấy nữa, in Photoshop cả. Ok chưa, ông này là xóa hết, nó không để nang gì đâu. Yeah. Mục thứ hai đó là sister tool, rất là c kéo nha. Yeah. Sister tool. Công cụ này nó chỉ thao tác với thuộc tính viền, tức là cắt điểm và cắt đoạn. Như này chỉ thao tác với thuộc tính viền stroke thôi, cắt điểm nút hoặc cắt đoạn. Cái ông nghĩa thao tác với thuộc tính viền, chỉ cắt đỉnh điểm hoặc đoạn, tức là vào viền thôi. Còn bầu tô nó không ảnh hưởng, bầu tô nó chả làm ăn gì được. Cắt là gì, có phải là xóa là bạn xóa mất phần nào đó, nhưng cắt giống kiểu em có đoạn dây 5m, em cắt thành 5-10 đoạn thì tổng đoạn dây vẫn 5m, không hề mất đi. Cắt mà. Đây như này. Nhìn này. Vào đây. Nhìn nhá. Thấy có một cụ này. Và thấy đưa thẳng vào đỉnh lúc này thì bấm phát này. Cắt. Cắt. Về đưa ra. Cắt đúng một tính viền nữa. Thằng mô tô sao không? Mô tô chả sao à. C. Cắt. Cắt. Nhiều đoạn mà. Đúng không? Mày chết. Về. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, hiểu không nhờ? C là cắt bất kỳ đâu. Bởi vì khi cắt mất điểm đương nhiên sẽ nối ngày một tô sẽ bẩn trong, đúng không nhờ? Đương nhiên thế, có hiểu không nhờ? Như vậy hàng ngày các eraser là để phang hết. Đây, ship e này, à mày viền, à mày ngông, à. Táng hết. Chưa, thằng cuối cùng, the knife. Học tiếng Anh nhờ knife, ca câm, dao. Chú này thì chuyên cắt thủ tính gì? Mô tô. Cầm dao chém xuống nước, nước càng chảy xiết. Nâng chén tiêu sầu, càng tốn rượu thêm. Chuyên... chuyên cắt. Ok ạ, knife là gì ạ? Nó tác động đến thủ tính mô tô. Đây. Và thế bây thầy dụ cho thầy đây, thầy muốn này nhìn nhá, đỉnh cao trí tuệ nhìn này, để biết thằng này dùng như nào. Tôi vẽ quả trứng gà mọi người xem, tôi hủy màu viền đi cho đỡ kinh, màu tôi để màu này nhá, và tôi chuyển sang chuyển kiểu truyền tròn. Năm mươi và tròn đặt tâm ở đây. Sau đây G G chưa G đặt tâm ở đây đặt này đi nha. Yeah. Và ngày tôi cho 100% ok. Và lúc này tôi sẽ cho màu pha như thế này, đây là màu vàng, như vậy bộ tâm nằm đây đi. Ok, tôi chuyển thẳng dễ hơn, tôi kéo đây xuống đây. Và màu trứng thì màu như thế này, trắng hơi ạ, vàng một gì vào mà trắng hơi vàng thì hơi ngâm đen một tí, trứng ung được chưa, hơi cho nó vàng thì hơn nữa, bảo ông thằng kinh quá. Hơi đỏ thì cho nó trứng hỏng.
Mình chưa? Thì đây. Này như này này. Tôi chọn ông cụ này. Tôi chọn tượng này. Tôi sẽ mô tả cảnh đại ra đời. Xong. Và lúc này tôi chọn trên này. Error đặt tâm ở đây. Rồi. Dạ, à, cắt chữ shift G đã. Giải dạ, à, dạ nhóm. Nhờ. Yeah. Cắt xong thành một dòng group mà. Ờ. Lật này. Đúng không? Mời ông đại chú giá. Đúng nhờ. Rất hay. Nhìn này. Viền màu đen. Tôi vẽ một hình khác. Đây. Này. Nhìn chưa? Cắt shift G. Được chưa? Nine là sao nhỉ? Nó cắt theo cách tự do bằng cách đi chuột. Còn Sixer diện sẽ bấm vào đỉnh diện, bấm vào đỉnh nút cạnh. Đúng nhỉ? Còn Eraser là phang hết. Như vậy ông này cắt tự do, tôi muốn chém lúc này. Tôi cắt cái bánh ra nhiều phần khác nhau. Này, này, đi này, đi này. Hay phết đấy. Giữ chuột vào kéo thôi. Chip E là xóa mà, tẩy rồi. Như vậy là thằng ông này hai đường ôn nine và sixer nó chỉ là cắt nhưng vẫn giữ nguyên thế đấy, cấu trúc hình dạng của đối tượng, tức là nguyên bản vẫn thế, cắt rời ra thôi, thành từng mảnh thôi. Còn user đã là xóa, user là tẩy rồi, đúng nhỉ? Thì có những bài rất hay, ví dụ như là có những bài mà tôi pha màu, tôi tạo mảng miếng ở trên, tôi pha màu thiết kế ấy, thì thầy dùng nine rất là nhiều, và khi thầy dùng nó thì nhiều người không biết mà biết ông tham tạo gì, hóa ra ông dùng nai. Thế à, chém ông này. Đúng không? Có hiểu được chưa? Ờ, tôi sẽ chuyển nó tự chia mà. Có hiểu thấy không? Tức là tôi, hoặc là tôi sẽ giả lập một cái gì đấy. Một cái kiểu là mà tôi vẽ, tôi có cửa kính nhà thờ. Đúng không? Tôi chém tất cả xong tôi tô màu vào thành kính nhà thờ ấy. Kính nhà thờ nhiều màu, nhớ không nhỉ? Lúc này tôi sẽ gì ạ? Chọn mỗi thằng một màu. Có hiểu thấy không? Đúng nhỉ? Đúng không? Chứ bảo hình này mình được giữa ông thằng dạy là được ngồi gì ấy? Vẽ cái elite xong rồi giao vào nhau thứ, đúng nhỉ? Cái việc căn chỉnh elite rất là khó. Đúng không? Có hiểu thấy không nhỉ? Lúc này elite bà là thua, bạn ngồi mất tạm bằng tao, tao vẽ tay, tao quẩy tay vừa ngẫu nhiên vừa đẹp, bảo gì ấy? Mềm mại, khó hiểu. Nhờ chưa hiểu, cái nào? Ờ, cái kéo xích sở. À, cái kéo á. Cái kéo là không làm gì được. Tại vì kim. Đây. Vấn đề chỗ này này. Vấn đề là sự đây cái kéo đúng không? Đây nhá. Cái vấn đề là sai này này. Và thắng cắt này gì? Cắt để tạo phần giữa ở dưới này gì? Giữ phần này đúng không? Giữ này gì? Đúng không? Thì bản thân là hai tách rời mà nó không trồng lớp được nhau được. Có hiểu vấn đề là khi mà em cắt này là thành hai đối tượng riêng biệt đó. Thì rằng là đã ở dưới thằng này phải làm hình gì? Hình nguyên vẹn như này. Đúng không? Nhưng nó bị cắt làm đôi, dưới đây hỏng, dưới đây không có gì, dưới mặt này không có gì cả. Thế đến khi mà thầy muốn thay đổi cấu trúc, bảo không thằng này phải béo hơn tí. Có hiểu thì nó không nhỉ? Hoặc độ dày kéo phải dày hơn một tị. Thằng này nó phải gì ấy? Nó phải mọc lại một tị thì bị hở. Có hiểu vấn đề không nhỉ? Nó phải lớp trong lớp cơ. Đúng không? Như này. Phải hiểu tại lúc cứ chọn là học và biết dùng lúc nào dùng nó. Đây này. Thì phải là cái kéo hình này là phải đặc không? Hình này có thể thay đổi bất kỳ nào muốn. Có thể độ này nó ra đây hoặc nó vòng từ đây. Nếu cắt một nai phát hình gốc thì hình hai này ra nhỉ? Bản chất là gì? Là rời nhau. Đúng nhỉ? Trước khi chỉnh sửa kéo bị hở toát ra. Có hiểu hiểu không nhỉ? Và không theo được ý muốn của mình. Đúng nhỉ? Cho nên lúc nào là cắt, lúc nào là trồng lớp thì phải suy nghĩ. Còn thế là demo ở đây là gì ạ? Là thế là demo cái kiểu kính nhà thờ ấy. Thì rằng hai thằng này là không liên quan nhau, bảo là không liên quan đến nhau. Có hiểu nhỉ? Nó là riêng biệt thì mới làm cái này được. Nhớ. Thì cho nên dùng Nine hay Sister
Hay là dùng cái kiểu trùng lớp thì còn tùy vào mục đích, tùy vào bước mình làm việc là hình đấy có chỉnh sửa hay không, có trùng lớp hay không. Được chưa? Đó. Cho nên là khi học càng nhiều công cụ thì bài toán đưa ra cho các bạn càng khó. Đúng nhỉ? Dùng sai công cụ tí nữa chỉnh sửa dùng mặt gặp ông khách hàng mà không, anh muốn cái kéo nó phải như này, nó phải bản này nó phải dày hơn mà nó mỏng hơn, thế là thôi hở toác ra. Đúng nhỉ? Đấy, hoặc là bảo không kéo được rồi nhưng mà lỡ cắt rồi bảo không anh muốn hình này là hình khác, hình này nó phải vô đây tí nữa, hình như này là anh muốn hình nó phải như này, vâng không phải đi ngày mà nó cong như này, thế thôi thế này đứt, có hiểu không nhỉ? Vâng, mà không anh thích hình này rồi các bạn sang phải sang cưới này nhìn cho nó ngầu, thế thôi vỡ mồm. Bố một thằng bé bị hở toác ở dưới rỗng mà. Nhá. Đấy là tư duy. Được chưa? Nếu thử vừa đi qua các bạn, ba cụ này đắc lực. Rất đắc lực. Không cứ. Không cứ ở riêng biệt. Được chưa? Tôi thử mà. Tôi bình thường gửi tất cả mọi người, một tôi chọn tất cả đối tượng lên, chọn tất cả đối tượng đi, chọn tất gửi hết cho mọi người một tôi đi, gửi sạch, hủy hết đi mới tôi được. Viền hủy hết nữa, tôi đây thử đi, chọn một bất kỳ. Ai bảo không tô được gì? Đèn kia do viền đi chứ. Đèn do viền chứ phải do mồ tô đâu. Hiểu chưa? Bật viền lên, tô viền, ca tô viền. Dĩ làm viền thì tô viền, bấm mà viền tô chưa lên chưa. Bấm khéo vào. Chưa? Tôi khó phết đấy. Tôi được. Muốn tắt là tôi được viền.
cắt cà tô được. Để từ anh thì sao nó bị lỗi gì. Nhưng cắt cà tô được. Rồi, đấy đi. Rồi, tính sao? Ok chưa? Rồi. Và quan trọng là chúng ta đi tiếp. Rồi. Biết nên dạy công cụ này chưa? Sợ luôn các bạn sẽ đi tận tòa nhà ma. Thì sẽ để dành công cụ ở lại. Ta sẽ đi rồi. Đi thầy nhá. Tiếp theo đó là kiến thức liên quan đến symbol. Symbol. Rồi, ta có khái niệm symbol như thế nhá. Trong Illustrator chúng ta có main window và ta có nguyên một bảng symbol. Thì cái này nếu bạn nào mới học Illustrator nên dùng. Nó sẽ cho các bạn rất nhiều những cái đồ trang bị sẵn để thể dùng được. Và này anh Hiệp rất thích. Giờ ta có menu window đã làm việc cái symbol, ta phải gọi bảng symbol ra và ta có bảng symbols control shift F11. Ghi đây nhá. Khi đi ghi được khái niệm symbol này. Và symbol này là bảng nó giống, không biết là đại cả Hiệp còn nhớ quả vụ công cụ cắt custom shape tool bên Photoshop không? U6, 6U ấy. Không. Đây này. Vừa hết rồi, nhóm này này. Còn nhớ không? Ờ, thì symbol này, đấy ghi đây. Đây khái niệm này. Giờ, symbol, bà ghi đây là bảng symbol chứa các gì em? Các mẫu thư viện vector có sẵn. Bảng symbol sẽ chứa các mẫu thư viện vector có sẵn theo từng chủ đề. Như vậy nó có thư viện có sẵn theo từng chủ đề, được chưa? Hoặc do người dùng tự định nghĩa. Thì symbol hai dạng nhé, một dạng thư viện có sẵn, dạng kính biếu. Thứ hai là mình tạo xong mình gì, mình make nó thành symbol. Nhớ như vậy nó do có thư viện do người dùng tạo sẵn hoặc gì ạ, hoặc là mình tự tạo để lưu vào được. Nhìn chung là một cái kho, nhớ. Đây.
vuông nào? Vuông này á? À, pattern á? Không, cái này khác. Symbol khác là pattern. Đây, khi thầy gọi bảng symbol ra thì các em nhìn đây nhá. Và lúc này khi các em bấm vào menu này, các em open symbol library ra ra một loạt, nhìn chưa? Bấm vào đây symbol hạn, lúc này ra bảng này. Đây, bảng này các em có thể gì đấy, cho vào đây, các em kéo rộng ra, nhìn chưa? Để chế độ gì, lắp thumbnail rồi lắp đi thumbnail cũng được. Đây này, đây là 3D, dùng như sau, các bạn cần bấm này, các bạn kéo ra ngoài có sẵn mà, nhìn được không? Sắc này, khi bạn bấm next này, ra thư viện tiếp theo, arrow chuyên về gì? Các hình mũi tên, sai sẵn luôn đấy. Sau này thiết kế nhá, sẽ có những cái icon, các bạn có thể dùng kho sẵn, các bạn đỡ phải thiết kế, nhỉ? Lôi ra vào gì? Phang luôn. Đây tiếp tục này, artistic texture này, dạng kiểu nghệ thuật này, đây, đấy, từ này, đấy. Từ này thì là lớp ta làm tấm hai dự là bảo dự sếp của hiệp bảo là thiết kế cho anh cái backdrop kiểu ăn mừng sinh nhật hoặc là chiến thắng gì đấy, thì ok gì đâu, cho bóng bay này, sinh nhật này, các kiểu này, nơ này, pháo hoa, thì trang trí vào đúng không, ok chưa? Hoặc là gì, chat các biểu đồ này có sẵn luôn, lôi ra mũi tên chỉ vào các kiểu ra sau. Hoặc là communication này, đây thông tin này, có điện thoại này, làm icon hạn, icon của poster hoặc là trên điện di động ấy, bấm này cho điện di động này, hoặc là cho PC này, hoặc là điện thoại bàn này, để các quan này đúng không, đúng ngành của anh nghiệp đấy, micro này, úi xời, yeah. Đây gì? Máy tính bảng à? Điện thoại đây. Đây là PDA. Đây. Ngõ chạm này. Úi giời. Đúng nhỉ? Kính biếu. Đọc button này đây, ông làm game hạn muốn thiết kế cái ngầu ngầu của Trung Quốc bẩn bẩn đưa ra. Đấy xời. Đúng không? Ông đánh chữ đây. Tiếu ngạo giang hồ, chữ nghệ thuật tí, cho màu đỏ lên, máu mưa các kiểu. Thôi được, học xong dạy sau. Mọi người xem đây, fashion này, sai sẵn, thư viện mà, vô đây, florist này, trang trí họa tiết, nhờ, đúng không, như này, đập đây, o là tâm ở đây, lật sang, sau đấy bạn, lật sang bên này, vừa tí, được, rồi tôi cho đường thẳng nối, tôi tạo gì đây, là điểm nhấn, nhờ, màu đen, ra lên tí hai thôi nhỉ, bánh tên ở đây đúng không, làm cái border được không, được, thích làm cái gì làm, hai này o bừa bãi gì nhỉ, cụ thể được cái bo đúng không? Tận dụng thoải mái là rất nhiều thứ hay này, xăm này các kiểu này, sơ, quấy thì dần dưỡi cánh này, đây hoa này, đúng không? Đây, đúng các bạn đang hồ luôn, tròn tròn này, the ring hạn kinh dị, hair and fur này, tóc và lông vũ này. Ai xù, anh không có tiền anh tặng kim cương là được không? Đấy, giọt nước hoa này, đúng nhỉ? Rất nhiều dùng sẵn được này, bóng bẩy không? Biểu đồ, nhân kim cương này, úi giời, 50 tỷ kara, ai, rất nhiều thứ cho các bạn xài, đúng không nhỉ? Ui, này, đủ đồ hay không? Đấy, thì gõ tên thôi, đỡ để vẽ, thêm thoát kiểu sao?
nơ này, cái bình này, sinh nhật này, logo này, có cả logo này, à, xe, tên lửa, đây con ruồi, cái con ruồi, thằng ruồi đây rồi, nhìn ruồi thấy chưa? Đấy, đại ca ruồi cho cánh vào đây, như ruồi mọc thêm cánh, ruồi, phê như con này. Đúng, đúng chưa? Ông đây này, nhìn chưa? Ông là kiến đây này, lông vũ này, cá này, úi giời, ốc này, hịt luôn, bộ cạp này, nhện này, lá thông này, đấy. Rất nhiều đây, mấy bạn nào thích kiểu đồ cổ, kiểu dân tộc như thế này, làm áo được phết nhà in là đấy, mấy con kỳ quái này, Ai Cập cổ đại, in được chưa, mang hàng in, sushi này, nhìn ngon phết nhờ, quấy, đừng đùa với chị. PDF xuất PDF đi in thì đó bởi đầu tiên nhớ đầu tiên nhờ là xuất PDF để đi in, cứ mang tay in là in tự in ám mình là in tự biết tự in ám thôi, tại in đến nhận điên phải hệ màu CMYK rồi nhờ, ok chưa? Và vấn đề là không nằm ở đấy, vấn đề là như này là ta có thư viện rồi, ta xài nào, ví dụ thầy muốn tạo ra một rừng cây, thế chả lẽ tôi ngồi tôi để tôi muốn tạo một rừng cây thông hạn nhìn nhá, chả lẽ tôi ngồi tôi cứ phải kéo từng cây một ra đây, ông ngồi giữa asset này có hiểu không nhỉ? Tôi muốn tạo một bầy ruồi từ châu Phi rất nguy hiểm đến gây gì, gây bệnh à, bệnh dịch bệnh, một đàn ruồi các kiểu, một đàn vọ cạp đúng nhỉ, chính thế nó sinh ra một dàn công cụ dành riêng symbol với thầy. Vì này, từ đã, khi các em chọn trong Illustrator mà trong một công cụ mà có nhiều công cụ và có này, thì trong Illustrator nó khác biệt với cả Photoshop là cho phép mình đưa cái công cụ này ra một cái menu riêng được gọi là dạng tia off, bắn tóe ra. Đấy. Hay không? Nó cho mình phép kéo ra thành một gì? Một dàn cụ riêng, ví dụ như thế này. Tia off. Được chưa? Bấm vào đây, tia off, bắn tóe ra ngay. Menu dạng tia off. Được. Đừng đơ, đừng nghịch, nghịch là đơ đấy. Dương cũng là kinh lắm. Rồi, tôi xem ngay rồi. Rồi, ta sẽ học nhá. Như vậy như thầy ra công cụ làm việc với symbol. Ví nhá, rất hay. Dàn công cụ làm việc với symbol. Ý là làm nhiều người không tưởng lắm. Sau này đến bài biểu đồ mới kinh dị cơ. Vẽ đủ các loại biểu đồ trên giới này. Xong rồi thay cột biểu đồ bằng hình bất kỳ. Thế mới ghê. Chưa, ta sẽ cho bạn symbol ra. Rồi. Để đây. Bắt đầu nhá. Đây. Bấm đây và thầy chọn bấm dạng T-op. Giờ ta sẽ đi từng công cụ một. Đây là một dàn cụ làm việc với symbol ghi đây nha, bắt đầu. Thank you.
Rồi, công cụ đầu tiên đó là Symbol Sprayer Tool, CSS. Symbol Sprayer Tool. Sprayer giống kiểu bình xịt ý. Symbol Sprayer Tool, CSS. Dòng đi định nghĩa này rất quan trọng nha. Dòng đầu tiên cho phép phun một mẫu symbol có trong thư viện, cho phép phun một mẫu symbol có trong thư viện. Nhìn thấy màu đã rồi, lịch sự đừng định vội nhá, không đơn máy đấy. Nhìn đây, bây giờ tôi sẽ bách lại lấy con ruồi đây. Chú ý này, chú ý phải chọn mẫu symbol trước khi sử dụng công cụ. Chú ý là phải chọn mẫu symbol trước khi sử dụng công cụ. Nhìn này, trên đây là bảng symbol, còn đây là thư viện. Nhìn đây, khi thầy bấm chọn con ruồi này, lập tức con ruồi được đưa thư viện. Là những, tại sao đưa thư viện là gì? Khi bấm chọn mẫu này thì mẫu là đang thư viện, là mẫu đang gì dùng. Bấm con ruồi này, bấm chọn công cụ gì đấy, spray tool, và lúc này bấm gì đấy, mũi tên hoặc mở hoặc vuông đều được. Nhìn chưa, hoặc vuông móng cũng mở được, chỉnh độ to nhỏ như thế. Bấm này, bấm được vào thầy, bấm vào thầy giữ vào thầy gì là phun ra ruồi. Nhìn đâu, spray mà. Nhìn đâu, nó phun ra ruồi mà. Ấy, tạo con ruồi thì phải ngồi lên bảng từ con một đâu, vỡ mồm. Được chưa, ghi thầy. Giải đọc đầu tiên. Giải đọc đầu tiên. Để làm ngược lại chức năng của công cụ. Để làm ngược lại chức năng của công cụ, ta giữ phím an. Được chưa? Cái vừa tôi ghi xong là đúng cho cả dàn cụ luôn. Ông mày là phun đúng không? Nhìn này, tôi phun nhiều quá, tôi muốn gì? Hút bớt lại, giống kiểu máy hút chữ Doraemon ấy. Nhìn này, tôi giữ an và tôi hút vào. Giữ an là ngược lại chức năng mà. Tôi thả an ra lại phun này. Giữ an lại hút vào. Thả an ra hút. Thả an hút. Hút bớt đi. Đúng nhờ. Cho nên giữ an là làm ngược lại chức năng công cụ. Ông này bấm cái chỗ từ phun. Nhiều quá không thích. Tôi giữ an cho chỗ này bớt vào. Chỗ này bớt vào. Ok chưa? Dòng tiếp theo. Nhớ là cái chữ an này đúng với mọi dạng công cụ nhá, mọi công cụ của dạng symbol này. Tiếp theo đó là để chỉnh mật độ, để chỉnh mật độ. Để chỉnh mật độ của công cụ. Ta kích đúp vào biểu tượng của công cụ đó. Ghi thầy nhá, để chỉnh mật độ. Để chỉnh mật độ, trong tiếng Anh gọi là intensity, mật độ hay độ nhạy nhau rồi của công cụ, ta kích chuột vào biểu tượng của công cụ đó. Hay lắm. Nhìn này, thầy mọi người xem chuyện đây nhá. Thầy chọn con ruồi như này, bình thường mặc định nó phun ra là mới mặc định nào, mặc định thì phun như này, mật độ bình thường. Nhưng tôi muốn chỉnh mật độ này, tôi kích vào biểu tượng công cụ, kích chuột vào đây biểu tượng công cụ này. Nó ra bảng này. Và chúng ta sẽ cùng xem. Khi mọi người click chuột ra bảng gì ấy, Symbol Limb Tool Option, thì trong này sẽ đủ công cụ. Ra công cụ này chuyên, thằng ngày sẽ chỉnh cho công cụ này. Đúng nhỉ? Đây là có gì? Diameter chính là gì? Đường cái công cụ. Phím này rồi, không cần phải chỉnh nữa. Nhưng đây, Intensity đây. Đây là mật độ. Thằng này mạnh nhất là 10.
nhớ, 10 làm ra mau đó, ra nhiều. Còn 12 ra thư thưa. Và symbol gì, set density là gì? Đây là khoảng cách mặc định giữa hai symbol phun ra. Như vậy ta có 3 thông số cần nhớ, một là diameter lại biết đường kính công cụ. Theo đó intensity, đây là mật độ được phun ra chạy từ 0 từ 1 đến 10. Chưa? Và ta có symbol set density, đây là khoảng cách mặc định giữa hai đối tượng symbol được phun ra. Hay lắm. Nhìn này, đây là mặc định bình thường như này, không thích. Không thích phun nhanh cơ. Nhanh à? 10. 12 được không? Chỉ có 10 thì chưa? Vẫn để 5 bình thường bấm này. Nhìn ra kinh không? Mật độ ra nhiều hơn đúng không? Nếu có thể để hôm nay là 1. Không thể không? Nó giãn là để 10. Ship vào nhau. Đi à? Đấy, đi này. Hay con rắn đấy. Gì à? Binh đoàn à? Đấy, sao đi rắn? Thế là gì? Rồi thiết tha dạng gì? Theo hàng rắn. Còn nếu các bạn để gì? Để phải để bao nhiêu xong rồi lại để bao nhiêu thì chưa thử ra bây giờ 30 được không? Hay chỉ cũng chỉ 10 thôi. Như vậy để 1 nó sẽ phân bố gì ạ? Toàn ra. Đấy, nhìn chưa này? Giảm binh. Đến nơi giảm binh đầu tiên gì ạ? Đầu tiên các chủ đến các chủ đi hàng 1. Để đây búng giản ra. Được chưa nhỉ? Như vậy để mặc định thế bao nhiêu? 8 và gì? 5. Nhưng mà cần các bạn sử dụng sao? Đúng nhỉ? Nhá. Ok chưa? Như vậy công cụ đầu tiên là chuyên phun. Và muốn gì đây? Cá này. Đấy. Giữ an thì thu bớt lại. Lìa cây muỗi. Đúng không? Nhưng mà cái thông bài phun ra ta nhờ nó còn giả lắm. Bởi vì sao? Chưa đủ. Ta đi cụ tiếp theo. Bởi vì sao? Nó chưa được ngẫu nhiên, chưa được đúng như ta muốn. Đúng nhờ? Cụ thứ hai đó là symbol shifter tool. Thằng này không phim tắt tự chọn. Nghe tên biết làm gì rồi. Symbol shifter tool. Shifter tool. Công cụ thứ hai gì đây? Di chuyển đối tượng symbol được phun ra. Công cụ cho phép di chuyển đối tượng symbol được phun ra. Tại vì thông kia chỉ phun thôi đúng không? Không tác động được nó. Đúng không? Tôi tác động là gì? Tôi muốn phun rồi tôi muốn di chuyển vị trí của các symbol phun ra để gì? Để cho nó ngẫu nhiên theo ý của tôi. Đúng nhỉ? Đây. Ok rồi. Còn này. Để bố to lên. Thì khi bố to lên thì mặc định ở tâm giữa này gì? Là mạnh nhất. Đây. Tôi muốn cho cái này ra lên thế đi. Đưa hạt tâm vào đây. Thì những thằng nào nằm trong vùng này bị ảnh hưởng hết. Nhưng mà thằng giữa ảnh hưởng nặng nhất. Ấm chỗ giữa là gì? Kéo. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy không? Cho hạt lên nhá. Bấm giữa tâm mọi người. Giữ kéo lên trên. Đúng không? Di chuyển mà. Đấy. Này. Cho nó ngẫu nhiên cho nó gì ạ? Đẹp. Đấy. Có hiểu chưa? Cá. Bây giờ muốn di chuyển mẫu con cá này. Nhìn này. Do chúng ta đang chọn mẫu gì đây? Mẫu cây. Chưa chỉ tắt một cây thôi. Muốn cá phải bấm mẫu gì? Cá. Có hiểu không nhỉ? Nhưng mà cây không chuyển ở đâu nhá. Bởi vì đang chọn mẫu gì đây? Mẫu cá. Là vì thế. Thế cho nên muốn di chuyển thằng nào thì chọn mẫu thằng đấy. Có hiểu thế không nhỉ? Ok. Tiếp tục. Thầy khói hiểu này. Đó là symbol structure tool. Béo cả mồm. Yeah, symbol structure tool. Chưa. Symbol structure tool. Yeah. Công cụ cho phép tạo lực hấp dẫn giữa các đối tượng symbol.
cho phép tạo lực hấp dẫn giữa các symbol được phun ra. Hấp dẫn tức là gồm hai lực gì đây? Hút và đẩy. Nhá, hút và đẩy. Hay lắm. Đây như này. Mặc định là lực hút. Nhá. Đây. Tôi phun ra ông ruồi như này. Rất nhiều ruồi. Lực minh đoàn. Úi xời. Nhá. Và tôi chọn con này. Và tôi giả sử như con này là con gì? Con chúa đi. Đang mùa hè, đang mùa đông mà lạnh quá, lạnh quá. Tôi bấm này phát thì nó đang ở tâm. Nó sẽ hút tất cả xung quanh đối tượng vào gì? Vào tâm. Bấm chuột này. Đúng không? Hút. Hút. Đúng không? Nhưng mà ngược lại bấm giữ gì nhỉ? Giữ an. Con lóng, con cái thôi. Hôm mùa hè rồi các chú xê nóng lắm, giữ an này, xê ra để mình trị thôi này, xê ra để mình trị thôi này, bắn tóe à. An mà ngược lại và thôi lạnh cay ơi, em lạnh quá, lạnh thì lại vào giữ an lại ra, giữ an lại vào, giữ an lại đi dây, giữ an đúng nhờ đấy. Có thằng này khi vào tập các bạn dựng phối cảnh, các bạn làm phối cảnh, các bạn làm hoạt hình ấy rất tiện lợi, đúng nhờ. Đó, như vậy nhớ quăng chú dung dạ. Tập được hấp dẫn. Vào đi, các chú lại vào với chị đi. Yeah. Bán ra gì? Nóng quá. Yeah. Tiếp tục. Ta có Virgin skin. Chết. Ta có symbol Sizer Tool. Nghe tên biết làm gì rồi. Ngoài thế em thầy dạy đồ họa mười mấy năm rồi mà thầy học dạy môn này, dạy môn lúc này cũng nặng thì thích thầy dạy thấy hay cơ. Kiểu mình dạy mình còn thấy hay người học kia, mặc dù là dạy nó ba dạy cái cụ này ấy, dạy bài này ba năm trời mà dạy lại vẫn thích khoái, kiểu nó hay ấy nhở. Ta có symbol sao tu đó là gì ạ? Cho phép chỉnh gì kích cỡ của đối tượng symbol phun ra, tại vì thế nó kỳ diệu quá. Cái này là bị phô suất mà chịu thua đấy. Không phải nó không tạo được ra kiểu này. Không chỉnh được. Đà. Đây. Bây giờ này thằng sai rồi. Thằng này phải là thằng gì? Thằng này là tướng. Con là con gì? Con là con chúa. Đẻ. Con là chuyên đẻ thôi. Bấm vào to lên. Ôi. Có thằng là sao? Một đàn đi này. Một đàn ruồi. Theo đúng chuẩn ngẫu nhiên ấy. Là phải có con to. Con nhỏ. Muốn nhỏ giữ gì nhỉ? Giữ gì? Giữ an. Đúng không? Nó phải thế, phải có con to con nhỏ chứ giống nhau thì đần thì phách ngay. Đấy, đây là bên 2. Các chú đi hộ tống anh để anh thả bom vào nhà, ông đại ấy, đi vào. Được chưa? Đấy. Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục ta có gì đây? Symbol spinner, ai mà có máy giặt biết ngay spinner nhỉ? Nhỉ, spinner là vắt, đây là xoay. Symbol spinner tool cho phép gì đây? Xoay đối tượng symbol được phun ra. Đúng không? Một lần ruồi đã bảo vệ con chúa thì có phải bay thẳng được mà có phải bay tứ xung quanh đúng không nhỉ? Con hướng 10 giờ, con hướng 1 độ để bảo vệ con chúa không bị giết ngay. Đúng nhỉ? Nên phải xoay tứ phía. Đấy, ruồi phải như thế. Đây. À. Vệ spin này. À, bấm vào xoay. Đấy. Bảo vệ đi, bảo vệ cho anh ngay, các cô bảo vệ đi. Đấy, phòng thủ gì đây? Tứ phía. Gì à? Trong bất xuất, ngoại bất nhập. Kéo tiếp. Đấy. Wow. Thì nhìn đàn ruồi bắt đầu thấy gì? Ngẫu nhiên, đúng nhỉ? Không phải xếp hình, đúng không? Nhìn nó ngẫu nhiên, đúng không? Bắt đầu nó cảm thấy là ngẫu nhiên và nó hợp lý. Chứ phải phun ra cứ một hướng một cỡ. Nhìn nó điêu. Chưa đâu. Nhưng mà rùa của anh ấy, rùa của em thích rùa em, nó phải rùa đến từ nhiều nước cơ. Mẹ rùa châu Phi phải đen. Đúng nhỉ? Rùa Brazil phải màu sắc color. Vân vân và mê mây. Nhỉ? Ta có symbol Stenetun.
Simple Standard Tool. Simple Standard Tool. Nhìn cái số biết ngay. Yeah. Cho phép gì đấy? Tô màu đơn sắc. Cho phép tô màu đơn sắc vào đối tượng symbol. Bạn ra ngoài đời mà nhìn thấy con ruồi mà đầu nó đỏ đít nó xanh chạy khẩn trương trước khi chết quá muộn. Trong giới động vật là càng màu sắc sỡ càng gì ạ, càng độc, nên là báo hiệu trước rồi đây. nhìn đây đây, cho màu đỏ này à. bấm nó sẽ đi tôi một độ, ví dụ 10%, đậm lên hay đậm đi, muốn nhạt thì giữ gì, giữ an nhạt đúng chưa, đỏ này không có chỗ này, màu xanh này pha vào nhau tí thừa ra vùi này ra bùi rùi rùa kinh rùa rùa quá kinh rùa hồng chuyên rất yêu đương và ết anh chuối ra bệnh dịch chuối. Xinh tím nên dậy một này rất thích. Sao không được, em chọn mẫu ruồi chưa? Đấy, ruồi này kinh hoa chưa em đâu, bảng symbol em chọn mẫu hoa chưa? Rồi đây đối tượng này có em chọn màu chưa? Solid color em sao đây, em lại chọn điểm màu tô và màu viền. Chưa? Thắng thì con ruồi được rồi kìa. Ngoài đời có ruồi này mẹ thầy cho mình không chạy bà sống mà chết không lấy tiền. Hiểu? Đốt cho phát chết nghèo mấy đời liền. Thì gì à? Tiếp tục ta có Symbol Screen Tool. Đố biết là gì? Đoán đi. Symbol Screen Tool. Screen ra màn hình ấy. Phải xoay đã xoay rồi. Cho phép thu đẹp gì ấy, độ trong suốt cho symbol rồi tàng hình ấy. Đừng đùa, vẽ máy bay ra bên hai tàng hình. Yes. Cho phép thu đẹp gì ấy, độ trong suốt cho symbol. Đấy, à, chờ thế cơ. Có những con ruồi trong suốt cơ, nhìn nó mấy kinh. Đây, nhìn này. Dự thông con này, nó đi từ xa, nó sẽ ẩn mình đi. Chọn thế nhỉ, ruồi. Chọn đối tượng rồi, ẩn đi, thấy chưa? Xong rồi đi gần đến nơi nó mới gì? Dự án nó hiện gì? Hiện ra nó thả bom, mày chết. Anh đã đến. Ẩn đi đấy. Thì hay không? Nhờ? Yeah. Đúng không? Quá hay. Đúng không? Ở dưới mình sẽ thiết lập một cái dụ như này. Tôi search hình ảnh này rất hay, tôi đưa vào. Đấy, hay. Nhờ? Jungle đi. On top. From top view. Quấy. Hiểu thế không nhỉ? Rồi nó bay qua gì? Bay qua cánh rừng để xem một chỗ nào ngon là ông tàn sát. Có tờ hèo đi ra. Rồi. Đây này. Ý thể một như này. Thì ở đây. Đúng không? Kiểu như này này. Quấy. Nhờ. Nhìn nó kinh người. Đúng không? Nó đi này, nó tìm nó sẽ ông thắng ngồi đâu. Ông thắng đâu. Thắng đâu. À ông thắng đang ngồi tâm sự nhiều. Đọt dừa mày chết. Xuống đốt cho nhít người. Yeah. Và cái cuối cùng là cái kinh điển nhất. Đó symbol Styler Tool. Symbol Styler Tool. Rùi có màu chưa thua hiệp ạ. Rùi của anh nó rùi đặc biệt, rùi kinh dị. Đi thầy. Đó là cho phép áp dụng một mẫu graphic style viết như thế này.
cho phép áp dụng một mẫu graphic style. Cho phép áp dụng một mẫu graphic style có trong thư viện. Style gì là tôi có thể, tôi có một con ruồi nó chấm bi rồi con ruồi nó vằn. Nhớ, thế thì khi dùng ứng dụng này thì mọi người làm như sau. Nhất, mọi người ghi được bước 1. Rồi, người sẽ bật thầy cái bảng graphic style lên. Như vậy ta có menu gì ạ? Menu window. Và ta có graphic style Shift F5. Được chưa? Graphic style. Rồi thì nó qua với graphic style một tí đã. Để tạo ông ruồi đây. Nhìn này, graphic style đây, khi bật ra như này thì nó là cái mẫu sẵn. Ví dụ như này, tôi thích đọc vẽ hình chữ nhật như này, nhưng tôi apply cho nó mẫu này vào thì chữ nhật. Nhìn chưa? Nhìn được không? Đấy, pattern. Nhìn được không? Hoặc màu xanh này, hoặc kiểu như này. Và chúng ta có thể gọi thư viện ra, Open Graphic Style gì, 3D Effect chẳng hạn. Đây, tôi muốn gì ấy? Trả về bình thường nhá. Bình thường như này. Thế trả về, bạn xem, xóa lại đi. Vẽ hình này. Thế 4 ngày 3D này, thì muốn trả áp dụng 3D kiểu này đi. Nhìn thấy chưa? Đúng nhỉ? Dùng sẵn đây này. Như vậy các bạn được học, không phải học được hai thứ. Một là thư viện gì đấy? Symbol. Hai thư viện gì đấy? Graphic style thứ có sẵn. Kiểu này. Kiểu này. Next này. Hoặc kiểu này, bóng đổ này. Không có gì cả. Đây. Đây kiểu này. Hoặc kiểu này đi. Đọt hay phết đấy. Kiểu này hay này. Nó xoay xoay kiểu này. Hay phết. Kiểu này xoay. Nhưng mà các bạn sẽ học sau. Đúng rồi. Đây. Nhìn chưa? Hiệu ứng mà. Giống kiểu gì ấy? Giống biết giống gì BFB Photoshop không? Giống FX này. Đúng nhờ. Kể chưa? Thì đây bắt đầu. Vậy rồi. Dạ, yeah. Tôi sẽ load ra. Đây tôi chọn rồi này. Vậy tôi chọn cụ gì ấy? Này, chọn mẫu ruồi, chọn đối tượng này. Tôi áp bộ mẫu này. Tôi bấm vào này. Quấy, nhìn vào, ổ lên nữa. Đờ. Nó ngồi một tí. Bóng đấy. Không rõ lắm. Đấy, xô. Mặc áo ai? Xô. Đúng chưa? Mặc áo ai? Áo cao sang ai? Đấy, mấy con ruồi này kinh. Nặng ấy, symbol dễ bị đơ ấy. Đấy, mẫu này. Được chưa? Đúng nhỉ? Như vậy thì vừa đi qua các bạn cả một dàn công cụ nhỉ? Đôi, bốn gì đấy? Sáu, tám. Tám công cụ chuyên cho ông gì? Symbol. Được chưa? Thế thì nó mới có cái bài như thế này. Bài đâu hay để xóa nhỉ? Đây. Nhờ. Thì bài này như sau. Bài này các bạn mở bài lesson 8m ra thử nhé. Chúng ta sẽ bỏ qua phần trên, làm đúng cái phần dưới thôi. Làm tức là bài tập, làm tại lớp thì là làm thầy cái hình đúng như này. Viết có nền màu này, một chuyện này, mặt trời như này, nhìn mặt trời chưa? Và núi như thế này. Và cây như thế này. Cây là có gì ấy? Cái to, cái nhỏ, màu như thế này. Kìa chưa? Núi này không cần thiết phải màu chuyển, các bạn màu thường cũng được. Nhưng chủ yếu là cái nền phải màu chuyển, cái khó nhất là cái mặt trời này. Và các bạn là symbol, và các bạn có thêm gì ấy? Phụ kiện vào tùy.
nhớ. Đây là bài mẫu, nhưng bạn có thể làm đẹp hơn, phụ kiện tùy các bạn, trang trí tùy các bạn. Các bạn có thể tạo một cái gì, rừng, cây gì cũng được. Được chưa? Rồi nghịch một tí đi, cho nó có khái niệm công cụ. Tôi lại quên à? Chuyển trạng, chuyển trạng, bùm chéo.